Sáng ngày 21 tháng 12, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội đã khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ. Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Vương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản. Cùng tham dự có ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội. Ông Bùi Duy Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, lãnh đạo các hiệp hội ngành nghề, cùng đại diện các chủ thể, doanh nghiệp, sở cờ kinh doanh, hệ thống siêu thị, sàn giao dịch điện tử, đại diện các cơ quan ban ngành 29 tỉnh thành, phố trên cả nước. Sự kiện thu hút hơn 100 gian hàng và trên 2.000 sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Hà Nội, các tỉnh Nam Bộ và 29 tỉnh, thành trong cả nước. Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội cho biết. Thành phố Hà Nội có 30 quận huyện thị xã, trong đó có 18 huyện thị xã với 382 xã xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thành phố Hà Nội đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 15 trên 18 huyện thị xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2025, thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng sản phẩm. Đây là sự kiện quan trọng nhằm giúp các doanh nghiệp, chủ thể quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trong cả nước và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 21-25. Năm 2022, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tổ chức các tuần hàng tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các huyện Phúc Thọ, Công viên Thống Nhất, Megamarket Phạm Văn Đồng, Trung tâm Thương mại Mê Linh, Plaza Hà Đông và huyện Thanh Trì. Các sản phẩm OCOP của thành phố đã nhanh chóng khẳng định vị thế, được thị trường đón nhận rất tích cực, giúp người nông dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Thì có thể nói là như đồng chí Chu Phú Mỹ cũng đã phát biểu, chúng ta với cái nguyên tắc là cả nước vì Hà Nội và Hà Nội cũng vì cả nước. Và do vậy trong cái sự kiện ngày hôm nay thì chúng ta thấy là tổ chức tại 489 Hoàng Quốc Việt không chỉ trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP của thành phố đối với người tiêu dùng của thành phố Hà Nội mà cũng là cái dịp để các tỉnh Nam Bộ cũng trình diễn trưng bày các cái sản phẩm OCOP của các tỉnh Nam Bộ đặc biệt gắn với văn hóa. Thế và chúng ta cũng biết được rằng là đến thời điểm này thì tổng số sản phẩm OCOP của cả nước cũng đã trên lên tới 9.000 sản phẩm và trong đó thì 19% là của thành phố Hà Nội. Như vậy có thể nói là đây là một cái chỉ trọng rất là lớn